Xin chào các bạn đến với kênh Kinh Doanh TV. Hôm nay mình rất vinh dự có em Quang ở công ty Nimex Việt Nam là công ty sản xuất phân bón Sinic Đông Sơn, là một sản phẩm rất tốt và về thực nghiệm trên cây bưởi của mình, mà mình đã có nhiều video chia sẻ các bạn ấy, bưởi của mình ấy, thì bón nhiều năm khai thác nó bị kiệt cái nguồn thức ăn và cái rễ tôm bị hỏng. Thì hôm nay mình rất có duyên với em Quang là về chia sẻ kinh nghiệm Quang sẽ chia sẻ cho bà, chia sẻ với anh cũng là chia sẻ bà con. Thì Quang sẽ chia sẻ cái sản phẩm Đông Sơn, của cái sản phẩm Sinic của em nó có khác gì với Sinic khác, và nó sẽ có thể cải tạo những cây và yếu như này. Sau một thời gian nó quay lại thì xem nó thành quả như thế nào thì anh cũng chia sẻ tiếp lần thứ hai cho bà con. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cái sản phẩm nó hữu ích như thế nào cho bà con. Vâng. Xin chào tất cả bà con. Hôm nay thì tôi cũng rất là may mắn được về thăm vườn nhà anh Đức. Và hiện nay thì cái vườn bưởi nhà anh Đức là qua nhiều năm khai thác, cho nên là cái đất mà anh khai thác nhiều quá rồi thì cái cây mà sống trên cái đất này là nó đang bị cằn cỗi, nó đang bị nhiễm độc do quá nhiều năm là mình sử dụng các cái loại phân bón hóa học và các loại thuốc bảo vệ thực vật đó, cho nên là cái đất là không còn cái chất dinh dưỡng nữa. Và hôm nay thì chúng tôi có một cái loại phân bón là Sinic Đông Sơn của công ty Nimex Việt Nam sản xuất. Đấy. Loại này nó là một cái loại vi lượng khoáng, có thể giúp cải tạo cái nguồn đất cho nó tơi xốp, giúp cây phát triển bộ rễ mạnh hơn và giúp cho cái lá nó được bóng hơn để chống được nắng, chống được hạn, chống được những cái sâu bệnh như là các cái bệnh nấm ở rễ gốc cây này. Đó, tức là qua quá trình mình sử dụng rất nhiều những cái sản phẩm mà là vô cơ, cho nên là ở đây nó có tồn dư rất nhiều những cái độc tố, nó làm cho cây bị không phát triển được do các cái loại nấm nó sinh ra đó. Và nhiều năm như vậy thì nó dẫn đến là cái việc là đất chai cứng và nghèo hết chất dinh dưỡng rồi. Thì ngày hôm nay chúng tôi sử dụng cái sản phẩm phân bón Sinic Đông Sơn này giúp cho bà con, là giúp cho cái cây bưởi này là phục hồi lại được cái bộ rễ đó, và làm cho cái chất lượng nông sản, tức là cái quả nó sẽ bóng hơn, chất lượng đường nó sẽ ngọt hơn so với những cái năm mà chúng ta sử dụng các cái phân bón khác đó. Thì quy trình bón thì rất đơn giản thôi anh bà con, đơn giản là nó là dạng phân bột, cho nên là chúng ta có thể, nếu như đất ẩm như này, chúng ta có thể rắc ra xung quanh cái gốc này để cho nó ăn và nó phát triển các cái rễ tôm. Thế còn với cái đất khô thì chúng ta có thể hòa nó ra và chúng ta tưới đó. Thì đây là cái quy trình bón thì nó rất đơn giản thôi, bà con có thể làm và rất là hiệu quả và rất là nhanh đó. Thế hôm nay là cái ngày khảo nghiệm, là ngày 11 tháng 7 năm 2021. Đây là cái cây số 1, và cái cây này thì hầu hết là cái lá quá yếu rồi, bị rụng hết rồi, lá chưa héo, hết cành rồi, ít lá, nhiều cành cũng lá, khô đấy, cành khô lá héo đó. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là nó sẽ phục hồi sau một tháng nữa, chúng ta nhìn thấy là kết quả của nó là gì. Nó sẽ tạo ra một cái lá, nó sẽ bóng hơn này, lá to hơn này, dày hơn này, và cái cây nó khỏe hơn này. Đấy, thì sau một tháng nữa thì chúng ta sẽ có được cái kết quả như vậy. Thì hôm nay thì chúng tôi bắt đầu, đây quy trình bón thì đơn giản thôi, chúng ta chỉ cần té lên trên mặt đúng thôi, không cần phải cuốc đúng không, không phải rắc đây, vậy nó là bột, chất bột dễ tan. Trước kỳ anh cũng đã dùng với một số bà con, cũng rằng dùng một số dòng Sinic ấy, dạ, nó khó tan ấy. Vâng. Đấy, giờ này đoạn này thì chắc nó tiện ích luôn và nhanh hiệu quả hơn đúng không? Vâng, dạ, vâng ạ. Đó là Sinic là vi lượng khoáng à em? Vi lượng khoáng. Và ngoài ra thì nó có thể giúp cho cái cây này là gì, chống được rất nhiều những cái gọi là nấm, nấm mà làm hỏng cái bộ rễ đấy. Tức là trong cái tồn dư trong đất này này, rất nhiều độc tố à, nó xử lý được cả lấm luôn, xử lý lấm luôn à, rất hay nhỉ. Và nó giúp cho cái cây mà chảy mủ ấy, tức là si mủ, nó bị cây yếu si mủ ấy, rồi thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều do bị nấm rễ và đất nó kém. Năng suất thì như các cái loại cây trồng khác thì nó tăng từ 20 đến 70% tùy từng loại cây. Ví dụ như cây chè Thái Nguyên là nó tăng đến 70% đấy, còn với cây lúa thì nó tăng khoảng 50% đó. Và với cây bưởi này thì ít nhất nó phải tăng từ 20%, bởi vì cái quả nó chắc, múi nó dày, nó không bị lép múi, vỏ mỏng. Và vỏ mỏng quan trọng nữa đó là cái nước của nó được mọng nước hơn, thơm mà có hậu, thơm và thơm ăn mà ngọt hơn, và nó thơm hơn. Vâng, thơm, thơm mà ngọt, tức là nó ngọt mà ngọt dịu, chứ nó không phải là ngọt theo kiểu là mình bón các loại phân khác đâu đó. Thì cái chất lượng nông sản thì chắc chắn là
đi test mẫu là nó được, là ví dụ như ở một số cái vườn mà người ta bón 3 năm liên tục ấy, thì test mẫu là nó được 16 lượng đường là được 16. Đó, so với các cái loại mà bón các phân khác thì nó chỉ được 12 13 thôi. Thì riêng sản phẩm mà các cái cây mà đã được bón 3 năm liền liên tục thì nó sẽ tăng được cái lượng đường lên là 16. Thì đấy là cái mà chất lượng nông sản. Và đặc biệt là với những cái cây, những cái hoa quả như vậy thì về chất lượng nông sản đã ngon rồi, nhưng mà nó lại rất là an toàn. Tức là không phải là các cái loại thuốc để kích, mà đây là nó được trở về cái trạng thái tự nhiên rồi. Đó, thì nó làm phục hồi cái đất của mình mà. Cải tạo đất. Vâng, nó cải tạo đất. Và cung cấp những cái chất thiếu trong đất, vâng, đúng không? Nó cung cấp đa vi lượng và các khoáng chất, đúng rồi, cần thiết. Trong đấy có thể anh nghĩ là các khoáng chất thì nó sẽ làm cho cái đất nó giàu cái giàu các cái khoáng chất lên thì nó, vâng, chống được bệnh tật, đúng không? Vâng. Nó cải tạo bồi dưỡng. Nó cũng giống như con người chúng ta, nó chúng khỏe ta lên. Khi mà chúng ta khỏe thì chúng ta chẳng có bệnh tật, đúng rồi, nó yếu mới hay sinh bệnh. Còn khi mà nó đã yếu thì nó rất nhiều bệnh, ví dụ như cây nó đang yếu như này là cái rễ nó thối, rồi nó lại sinh ra cái nấm. Đấy, nó sinh ra cái nấm thì nó lại ăn những cái rễ mà đang khỏe. Thì cái này nó đang khắc phục được. Tức là sau một thời gian anh bới lên là anh nhìn thấy cái rễ tôm nó trắng toát ấy. À. Vâng. Cái này em đã thực hiện trên cây Macca ở Điện Biên, thì sau một tháng mà em lên thì là cái rễ nó bắt đầu da trắng luôn. Rễ nó ăn lên và da trắng luôn. Thì cái cây bưởi này cũng vậy thôi, cây bưởi này rễ tôm mà. Rồi. Đó. Rồi, cảm ơn. Rồi cho anh hỏi một chút cho bà con ơi, vì bà con rất là quan tâm đến cái kỹ thuật là mỗi một cây yếu như bưởi như anh đây thì mà dùng khoảng 4 lần bón mấy lần và 1 năm bón mấy lần, một bón mấy cân một lần chẳng hạn. Đấy. Với những cây mà bị yếu như của nhà anh này thì lần đầu tiên anh giúp cho em bón là 4 kg. 4 kg lần đầu tiên, và sau khoảng 3 tháng nữa thì anh bón cho em khoảng 1,5 cân 2 cân, giảm dần và các năm sau thì anh cứ giảm dần đi, nó tầm khoảng 1,5 cân 2 cân một lần bón thôi. Rồi. Thì cho anh hỏi là lúc mà khi mà cây bưởi mà nó cuối năm chẳng hạn, mà lúc ấy nó nuôi quả lâu năm nó kiệt, cây nó yếu, vâng, thì mình bón cái sản phẩm này nó có bị ảnh hưởng chất lượng của quả không? À, nó chỉ có ảnh hưởng tốt thôi ạ. À, thế thì vâng, tốt rồi. Bởi vì có những lúc mà dùng phân bón không tốt ấy là cuối năm ấy nó làm cho cây bưởi nó còn không ngon, vì nó có thể xanh trở lại và nó không chín kịp Tết ấy. Đó, cho nên là anh cũng phải chia sẻ luôn cho bạn. Cuối năm nó bưởi được xanh. Với cái sản phẩm này thì khi mà cái quả của anh được lúc thu thì là nó chín đều. Nó chín rất là đều. Đấy, cái quả nó màu nó rất là đẹp, nó tươi màu. Đấy. Nhìn nó tóm lại là về chất lượng cũng như là về cái hình ảnh của cái sản phẩm là đều rất là tốt. Cho anh hỏi nữa và câu nữa là sau khi mà tất cả những người nông dân mà thu hoạch bưởi thì một năm cây bưởi nó bị kiệt ý, kiệt sức thì cuối năm để bón cho một vụ mới thì có thể dùng được Sinic này không em? Dạ có. Tức là trước khi ra một vụ bưởi mới. Với những cây mà đã thu hoạch xong thì sau khi mà thu hoạch rồi thì chúng ta cắt tỉa cành và chúng ta bón ngay để nó cây nó có sức khỏe. Khi có sức khỏe thì nó bắt đầu là nó ra hoa và nó đậu hoa to hơn, chất lượng hơn, hoa cánh hoa nó sẽ dày hơn, đảm bảo lượng cái quả đấy nó sẽ được sai hơn quả, chất lượng hơn, đậu dễ hơn. Bởi vì cái cây nó khỏe thì nó có thể là đưa dinh dưỡng lên nuôi cho cái quả đấy. Đó, thì là cái quả nó sẽ đều chứ nó không bị lỏi, nó không bị có quả to quả nhỏ. Và đấy là những cái mà em đã thực nghiệm nhiều năm qua. Và rất nhiều cái cây vườn bưởi mà họ đã có những lúc mà họ chán, họ không muốn chăm bón nữa rồi, thì đến ngày hôm nay họ đã khắc phục được cái điều đó. Và đặc biệt là những cái vùng này là vùng mà bưởi lâu năm, cho nên là tuổi thọ rễ rất là yếu. Kém yếu rồi. Đấy. Nó cũng giống như con người thôi, sống lâu kiểu gì cũng là bệnh tật. Cho nên là cái cây bưởi lâu năm này là cái cây bưởi mà nó sẽ yếu hơn so với những cây bưởi mà ít năm. Rồi. Đó. Thì anh cũng hỏi cho em một vài câu nữa, vì anh thỉnh thoảng anh cũng hay chia sẻ những cái kinh nghiệm về trồng bưởi ấy mà. Dạ. Và rất nhiều bà con hay gọi điện đến đấy, thì mà hỏi về những cái sản phẩm mà anh đã từng dùng. Vì có những cái sản phẩm mà anh đã dùng lâu năm thì anh còn nắm được. Nhưng còn một số sản phẩm mà anh chưa được dùng nhiều ấy thì mình chưa có kinh nghiệm nhiều ấy. Vâng. Mình hai nữa là cái thị trường ấy, bởi vì có những vùng khi em mà cung cấp về Thượng Mỗ là chẳng hạn, An Phượng có sản phẩm. Vâng. Thì một số tỉnh thành khác người ta muốn mua chẳng hạn. Thì liên lạc với bọn em như thế nào, các công ty bọn em như thế nào để người ta mua được, vì nhiều vùng người ta dùng bưởi nhiều hơn ở đây. Ví dụ như Bắc Giang rồi Lạng Sơn rồi rất nhiều, và Hưng Yên, rất nhiều nơi mà đã về thăm nhà anh mà họ có rất nhiều vườn ấy.
thì cái sản phẩm có thể mua được bọn em được không, ở đâu? Đấy, để cho em cho anh số điện thoại của em ấy. Có một số thì có thể tỉnh, tư vấn thêm. Vâng. Có một số tỉnh thì đã có những cái đại lý và tổng đại lý, và có một số tỉnh thì chưa. Thì có thể là liên lạc trực tiếp với em là số điện thoại là 0965213085. Là em sẽ tư vấn trực tiếp, và nếu như có đại lý đấy em sẽ chỉ địa điểm cho họ. Đúng rồi, thế thì tốt quá. Ở đấy là đấy, cho nên anh rất cần Quang cho, tức là bởi vì rất nhiều lúc bà con anh khi một đưa một cái video lên ấy thì bà con rất hay muốn hỏi mình là bởi vì họ thấy sản phẩm hay nhưng mà có khi không cung cấp ở thị trường đấy thì họ không biết tìm hiểu đâu. Cho nên họ đến anh mà anh không trả lời được. Chính vì thế anh cũng phải bên em là sản xuất cho nên là bọn em không bán trực tiếp. Đúng rồi, mình sẽ có cái đại lý chỉ đến đại lý gần nhất. Gần nhất, đúng rồi, cho họ đỡ mất công vận chuyển, đỡ tốn tiền. Còn cái giá cả giờ nó vô cùng lắm, bởi vì có khi là vận chuyển xa thì cước nó phải khác, đúng không? Dạ vâng. Cho nên là anh không trả lời bằng cái giá ở qua cái YouTube này được. Dạ. Nên là anh chỉ chia sẻ cái kinh nghiệm để bà con đều tránh được những cái mà sử dụng phân bón nó sai, mà nó bị như mình khai thác cái cây đâu năm nó yếu này. Vâng. Thì những cái sản phẩm tốt này thì mình phải biết chia sẻ cho bà con. Dạ. Nên là mình có những cái tư vấn được, có những cái mình chưa quen thì mình chưa tư vấn được. Dạ. Thì anh cũng cảm ơn Quang với cả anh em trong công ty thuốc cái phân bón Silic Việt Nam. Dạ. Đúng không? Dạ. Chia sẻ bà. Silic. Silic Đông Sơn, Phú Mỹ, Hà Nội. Silic Đông Sơn, Phú Mỹ, Trương Mỹ. Trương Mỹ, Hà Nội. À, Trương Mỹ, Hà Nội. Sản xuất tại tại Triệu huyện Trương Mỹ à? Vâng, sản xuất tại Đông Sơn. Đông Sơn, Trương Mỹ, Hà Nội. Trương Mỹ, Hà Nội. Dạ. Cho nên bà con có ai mà có nhu cầu những cây yếu hoặc là quan tâm đến một sản phẩm tốt này thì các bà con sẽ liên lạc với số điện thoại của anh Quang vừa rồi, cũng như các bạn có thể theo dõi một thời gian nữa là mình sẽ quay lại cái cây bưởi này là khảo nghiệm trên cây bưởi của nhà mình là cây yếu nhất mà mình đã quay đầu năm ấy, thì cây nó đã rất là kém bạn này. Lá quả nó cũng bị kém và rễ nó rất là kém rồi. Nên là mình sẽ quay lại một cái thành quả sau này và các bạn hãy theo dõi tiếp. Và có gì các bạn muốn trao đổi kỹ thuật hoặc là kinh nghiệm hoặc là tất cả sản phẩm chất lượng sâu hơn thì các bạn có thể gọi cho số điện thoại của anh Quang của công ty Silic Việt Nam này. Cảm ơn anh và cảm ơn em nhé, cảm ơn tất cả anh em trong công ty nhé. Các bạn sẽ hẹp lại, mình sẽ cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Đức Nhân TV và mình sẽ có những video thiết thực nhất để chia sẻ cho bà con để một năm được mùa và có giá trị kinh tế cao và chất lượng của sản phẩm nó cao và đầu tư tốt thì sẽ hiệu quả kinh tế cao. Cảm ơn anh em nhé. Cảm ơn Cảm ơn chào xin chào và hẹn gặp lại các bạn video sau.